Ngày 27 tháng 10, Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động tại khu 8, phường Thanh Sơn. Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở, văn minh đô thị, chào mừng kỷ niệm 58 năm Uông Bí xây dựng và phát triển. Trong chương trình, đại biểu và nhân dân đã cùng xem các video clip điểm lại những dấu mốc và thành tựu nổi bật trong 58 năm Uông Bí xây dựng phát triển, giới thiệu tiềm năng du lịch, những kết quả trong công tác cải cách hành chính của thành phố Uông Bí trong phần giao lưu văn nghệ đội văn nghệ quần chúng thành phố và các khu dân cư phường thanh sơn đã mang đến những tiết mục múa hát đặc sắc ca ngợi đảng bác hồ kính yêu ca ngợi quê hương uông bí anh hùng đang từng ngày đổi mới đi lên điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm một ngày đáng nhớ phản ánh những hành vi chưa đúng mực trong thực hiện văn hóa công sở văn minh đô thị qua diễn xuất sinh động tự nhiên của những diễn viên không chuyên là công chức viên chức các cơ quan đơn vị thành phố tiểu phẩm đã thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo đại biểu nhân dân